Xin chào tất cả các đồng chí. 11:30 rồi. Rồi cũng đến giờ gọi là dừng hình nhá. Đây thì trước khi đi ngủ thì cũng có một số cái sản phẩm mới thì cũng giới thiệu tới các đồng chí. Trước tiên thì vẫn như thường lệ nhá. Anh vẫn như ngày nào. Dù nắng hay mưa vẫn chiếc áo bạc màu. Mời các đồng chí như thường lệ nhá. Mời các đồng chí cho thắm tỉnh quân dân. Đây, chặn mạc đây, chăn gối đã tả tơi này. Báo cáo với lại các đồng chí, giới thiệu tới các đồng chí cái con này. Con này nó hàng hàng fake nhá, hàng fake. Đấy, nên ngon bổ rẻ. Đây mình thấy công suất của nó khỏe. Nó 16 con, 16 con Toshiba. Mỗi bên là 8 con. Đấy, mạch công suất thì còn nguyên zin. Đấy, nguồn cũng tương đối to. Âm ly này thì tương đối nặng nha. Đấy, 4 tụ lọc nguồn này. Đấy, hàng này thì là hàng của bọn công ty bây giờ công ty gì nhỉ? Cái công ty gì nó lao lên nha. Đấy chứ hàng này nó giấu địa chỉ. Hàng này là hàng nó giấu địa chỉ sản xuất. Thế nhưng mà mình cảm thấy ấy, là cái công suất của nó khỏe nha. Công suất của nó khỏe là cái thứ nhất, cái thứ hai là nó còn nguyên bản. Nguyên zin tức là chưa sửa chữa gì công suất này này. Đấy, thì mình nhón về để mình cung cấp cho các đồng chí. Tất nhiên là những cái sản phẩm như này thì nó thuộc vào cái phân khúc gọi là ngon bổ rẻ. Đây, nó chơi hai con quạt mini này. Để mai mình xem nếu mà có thì mình phải đưa cái quạt to của mình vào để nó chơi hai quạt mini quá nha. Đấy. Đây mình phải chơi cái loại quạt này của mình vào này. Chắc cho mai. Đấy nha. Mai mình có khi là mình phải cho cái quạt này của mình vào này. Đấy, thì chị đây cái quạt này của nó bé quá nhỉ. Đấy. Thì cái mạch này, cái đám mạch mic này thì nó lại làm cái âm gì đấy, bốn cửa mic. Bốn cửa mic. Cái gì này. Nhiều cửa mic quá nhỉ, thay chiếc áp cũng tốn tiền. Đấy. Đấy. Mấy đồng chí thích hàng Jaguar thì đây là lựa chọn này, nhưng mà đây nó là hàng là gì nhá, hàng Jaguar fake hay là nói cái khác là hàng 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 nhái, nhái Jaguar xịn. Thế nhưng mà nó cũng dập được cái chữ Jaguar đây này. Đấy, thế nhá. Tất nhiên là cái đám chiếc đáp công tắc thì mình thấy hết rồi, nhưng mà đây ý là nó cũng dập được cái chữ chứ. Thế mà mình mà cứ tin tưởng vào cái chữ này là mình ăn đòn này chứ gì nhỉ. Đấy, chia sẻ với các đồng chí đây là hàng fake nhá. Đấy, chứ không phải là hàng thật. Đấy. Đây. Thì mạch hỏng thì cái bản thân cái mạch mic thì chả mấy khi nó hỏng, rất ít hỏng, có hỏng nhưng rất ít hỏng. Mà nó hỏng toàn cái vựa công tắc này hay là cái đầu lỗ cắm này nhỉ. Đấy, thế thôi, chứ còn chiếc áp chiếc ổng cái mạch hỏng nó ít hỏng lắm. Đấy, hoặc là đứt dây giữa. Đấy, hai mạch nhá, ba mạch này, đây này. Đấy, ba mạch mic này, đây mạch nữa là bốn mạch mic này. Đấy, ra vừa này. Đấy, mình mà cứ tin vào cái chữ này là mình ăn đòn ở trong nó ngay nhỉ. Đấy. Đây là bẩn đấy, đây này. Đấy nhỉ. Bẩn đấy. Nó nằm ở dưới rửa qua máy rửa xe rồi mà không được. Thế còn cái boy echo này thì mai mình định mai mình vứt nó đi nhỉ, mình vứt vào cái sọt rác. Đấy, mình trông nó IC2399 mà nó lại còn dùng có ba con IC bé 1 2 3, đúng ra thông thường của nó là bốn con. Bốn con IC 4558 này này. Đấy, thậm chí như hôm nay cái con Phương Anh mình gửi về Xen Chiểu Phúc Thọ, Xen Chiểu Hà Nội nhá. Nó còn 5 con IC con này cơ. Tức là 5 con 4558. Thế mà con này có 3 con 4558 với lại một con 2399 này thì hát hò cái gì. Nên là chắc chắn cái bo echo này mai mình sẽ vứt nó đi. Mình vứt vứt sọt rác nhá. Để mình lắp cái con M50195 vào để cứu vãn cái tình thế nhá. Vì sao ạ? Vì thì xin thưa với các đồng chí ấy, là cái mạch công suất của nó khỏe 16 con. Đó, thì là con nói chung là để nghe nhạc là cũng ổn ổn rồi nhỉ. Đấy, về cái vấn đề công suất là không phải suy nghĩ gì rồi. Thế mà ca hát mà lại hát chẳng ra làm sao nữa thì đúng là nó cũng không ra cái thể thống gì cả nhỉ. Nên bắt buộc mai mình cái này mình sẽ đáp nó đi nhỉ. Chắc chắn một điều là mình sẽ đáp cái mạch echo đi. Một này, hai nó rồi, ba còn 4558 này. Nhá, mai mình sẽ đưa này. Đây này, nó thiết kế rất chi là đơn giản nhỉ, đơn sơ. Nên là cái
cái chắc điều chắc chắn là nó không 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 thể ca hát được nhỉ. Em mai mình sẽ đưa con 50195 của mình vào để tăng cái độ gọi như thế nào, độ hay lên nhỉ. Đấy. Thế còn về nguồn này, nguồn như thế này là cũng cảm thấy hàng giấu địa chỉ nhưng cũng ưng cái bụng nhỉ. Tại vì âm ly này tương đối nặng thì nguồn này của nó là nguồn dây đồng rồi. Đấy. Mạch lọc nguồn đây của nó thì cũng được nhỉ. Đấy, 4 tụ. Đấy. 4 tụ. Đây, đây nó còn đố keo này. Đấy. Thế mạch này thì nó zin. Còn đây là mạch master. Master và music đây. Đấy, vừa thay chiếc áp xong rồi nhá. Đây. Đấy. Đây, nó còn đề cả chữ Jaguar này mới ghê như đây, nhưng mà đấy mạch của nó rõ to cho các đồng chí xem. Mạch rõ to nhưng chỉ có mỗi 2 IC. Nha. Đấy, mạch thì rõ to chỉ có 2 IC. Đây mạch này cũng vậy. Master đây. Còn kia là music đây cũng chỉ có 2 IC nha. Thì thông thường nó chỉ có 2 con thôi, còn bên kia 4 con. Đây. Đấy, mạch này thì rất chi là sạch đẹp. Mai mình sẽ đưa con M50195 của mình vào đây. Để cứu vãn lại tình thế của con này. Để đồng chí nào múc về còn ca hát được chứ này. Để cái con echo kia thì còn họ hát cái gì nhá. Cái sản phẩm mà qua mình nhá, qua mình tuyển lựa xong là mình kiểm tra chỉ có đủ tiêu chuẩn thì mình mới cho xuất sơn được nhá. Thì vừa mới xử lý cái đám nháy này, bây giờ nháy hết rồi nhá. Đây này. Đấy, đây này mình đỏ quá, vàng quá, xanh quá. Thế nhưng mà hôm nọ cái hãng Nanomax thì những cái con led của nó cái màu xanh đặc chủng này không có, nên là phải chấp nhận chứ còn. Đấy, vừa mới xử lý cái đám này nó sáng hết lên rồi. Đấy. Đấy, mình thì vặn lên cho các đồng chí xem nha, nó sáng hết lên này. Đấy. Đó. Sáng hết như này này thì nó lại chả nháy được nhỉ. To quá lại chả nháy, vặn về thì cho nó đây. Đấy, này. Đấy. Đấy. Thì hai con này nó dùng hai con AN6884 chứ chẳng có gì ghê gớm cả. Đây này, cái con này này. Con này, con đi chia này, cái con này nha. Nếu cái con này ở những năm 97, 98 những năm 2000 những cái loa kích liền ngôi sao xanh hay là Nam Môn. Đấy thì nó đã dùng cái con này để cái con nháy hiển thị tín hiệu này. Đấy, AN6884 nhá, AN6884. Nhưng không có gì là ghê gớm, còn hai hàng led này nó đấu song song. Chả có gì ghê gớm. Đấy. Thì có cái bóng nào mà nó kém nó không lên thì mình vừa âm tay hết. Giờ lên hết đi, sáng đẹp nhá. Đấy, đây. Đấy. Thôi tổng thể con này thì 16 than nhá, 16 than lớn Toshiba C5200 và 1943. Đấy, tuy là hàng giấu với địa chỉ thế nhưng mà mình kiểm tra thấy nó cũng cảm thấy gọi là tạm chấp nhận được nhỉ, tạm chấp nhận được về cái vấn đề âm sắc của nó. Thế còn hát hò thì mai mình khắc phục vào cái kia 50195 rồi thì không phải suy nghĩ gì cả. Đấy, thế nhưng nó thuộc loại phân khúc ngon bổ rẻ mà nó còn nguyên bản, chứ nếu mà nó mà chọc chạch rồi thì mình cũng chẳng bao giờ mình nhón về. Và thế xin cảm ơn các đồng chí, xin phép dừng clip vào đây để đi ngủ. Chào thân ái, merci.